Dạ Cưng xin đón chào cô chú anh chị và bà con vô bác. Thì sau khi nhà cô Thảo Sương đã rồi hoàn thiện 100% thì tới thời điểm giờ cũng như là khâu đã chuẩn bị mà trong cái tân gia đó thì cũng đã như thế nào. Thứ hai nữa thì cũng nhờ cô chia sẻ một số thông tin cũng như quá trình mà mình khó khăn xây dựng nhà. Thứ hai nữa là cái khâu chuẩn bị đãi, rồi thứ hai nữa là cái ngày nào đó là ngày tân gia. Thì bây giờ Cường mời cả nhà mình tiếp tục để theo dõi cái video ha. Mình cũng lại gặp cô Thảo Sương ngồi ở phía trước. Đây là cái bộ bàn ghế của má đệ giúp cho cô Sương cũng rất là đẹp. Ngồi ở hàng ba đây để mình đứng xa xa thì cả nhà đây ngồi rất là, nói chung là rất là thoải mái luôn á cô Sương. Rồi cái ghế này là mình ngồi như vậy là coi như là đâu có chỗ chặt cái phần ở trước đâu, vừa luôn. Không, ở vừa mình đi ra vô vừa không có gì chặt. Vừa mấy cửa luôn ha. Vừa đóng ra đóng vô là thoải mái. Không có gì hết. Rồi giúp mình ăn cơm này kia cũng vừa. Thì đúng rồi. Như mình có khách mình ngồi uống nước đồ này kia nọ. Rồi cô Sương thì cũng như nhờ cô chia sẻ thêm một thông tin thì cũng như là bây giờ cái khâu chuẩn bị tân gia mình là thiệp bọng rồi mình mời khán giả hết chưa con? Thì thiệp thì mời hết, thì còn ba mươi mấy thiệp nữa. Thì bữa nay tới chiều khoảng cái chừng 1 giờ mấy 2 giờ mới đi mời thêm, mời cho hết thiệp đó của mình. Thì Sương cũng làm mười mấy mâm. Thì Sương tin như là đi rước sư lợi để đọc kinh, để xin để cho mình mạnh giỏi, như là cũng chúc để cho sư đọc kinh, để chúc cho bà con cô bác ở ngoài nước và trong nước để người ta giúp cho mình được một cái căn nhà. Đó thì đó mình bây giờ mình làm này đó, bây giờ cũng nhờ sư, như mình nhằm khi mình câu chúc của mình không có để cho hết cho bà con ở xa hay gần. Thì bây giờ cho sư lên rồi của mình cũng rước như là mấy người dân tộc người ta nói là cha hay dây mà mấy người về dây là đi chùa rồi đó, mấy bà rồi đó. Thì cũng mời qua lên đây thì để cho xin để chúc cho lên hết để cho bà con cô bác ở xa gần, chị em hay là cha mẹ gì đó để trong đây để giúp đỡ, để cho như là mình chúc cho người ta luôn, để cho người ta giúp cho mình được một cái căn nhà mà để che nắng che mưa đó. Thì mình mừng lắm, cái câu này là cũng như là ước mơ của Sương hồi trẻ mà đến tới đây năm nay 61 tuổi rồi. Thì 61 rồi chị là mới được cái căn nhà này. Thì Sương Sương mừng, Sương vui. Đó, mừng vui. Như là 10 đó, bây giờ Sương mừng vui là 8, 9. Còn 10 thì chút xíu đó thôi. Thì mình nói cái đó là không nói. Ai cũng vậy thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ Sương làm ở đây thì Sương cũng bộ bà con cô bác thì có xem trong video của Cường, thì Cường Carmen á, thì Sương làm vui chúc như là mà làm tân gia nhà thì bữa chủ nhật tới đó là ngày hai tây, phải không? Là chủ nhật hai tây tháng 6 mình mà ở dưới phải không? Cô lấy lịch đọc cho kỹ đi. Nè thiệp nè, thiệp mời Cường luôn nè. Nè coi đi. Đây Cường cũng có một cái tấm thiệp luôn. Đó, mời đi. Ngày mấy? Ngày mấy coi dùm đó, đi. Đó Cường Calamen luôn. Đó. Cái hình biểu tượng cái ngôi nhà rất là đẹp, cũng như là ngày lúc 17 giờ chủ nhật ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023, cũng là ngày 15 tháng 5 âm lịch. Thì cô Thảo Sương có mời Cường Calamen để đến dự cái buổi tiệc cũng như buổi thân gia chúc mừng cô đã hoàn thiện ngôi nhà 100%. Thì coi như là mình dự kiến là cái lượng khách mình mời là bao nhiêu cô? Thì cũng trăm mấy á. Cũng 100, 107 á, 106, 107 đó. Nhưng không, nhưng kiểu là mình đặt như mâm thôi. Thì mình mời á thì 106, 107 mà mình đặt tới 18. Coi như là cô đặt chừng hao. Chứ nhằm khi bà con của bác người ta muốn đến gặp mình vui vẻ, bà con hay là anh em chị em ở gần gần người ta lên chơi đó thì phải mình coi để cho người ta mình trừ hao. Dạ. Cũng như là cái khi mà sợ mình cũng khách mà giống như người ta cũng mừng giùm mình. Người ta mừng giùm mình đỡ lại độc sức rồi nhằm khi mình tới ngày tới tháng nhằm khi mình cũng quên. Đó, như là mình già mình cũng quên này kia nọ, quên anh em. Mình mười cũng sót anh em chị em đó. Nhờ như là con cháu đồ đi kia nọ, bà con rồi đó thì Sương cũng có chuẩn bị đó, một phần là một mâm, hơn mâm gì đó để cho bà con lên. Mà thường khách mời là có mời cũng vòng vòng khu vực Sóc Trăng mình có ở xa không? Khách mời thì mình chỉ là khu vực cơ mà trong tỉnh mình không à. Trong tỉnh nhiều. Thì ở xa thì mình không có quen người ta. Rồi một lớp mình đâu có kinh phí nào mà mình đi mời người ta tới xa. Chỉ là xa, chỉ là có chị em Mỹ Nương
chị em bông sắt. À, chị em bông sắt ở xa thôi. Dạ. À, chị em bông sắt đó thì cũng có biết, người ta nói chừng nào có tăng gia này kia nọ thì phải nói để cho chị em út đồ đến chơi. Dạ. Đó thì mình có bây giờ mình có liên hệ rồi đó, cũng như cô Sương cũng vui trong cái đây. Nhà khoan để đó đi, để khoan đó, đây. Đó, đây chị em bông sắt. Chị em bông sắt đây đó, thiệp đây. Có luôn phải không? Có mời đây đó, đó. Cái này là có đầy đủ luôn. Đó, có mời đó. Đó nè, đó rồi coi như là có báo cho bên kia chưa? Có báo rồi mà mình không có kết bạn được, mình không có gửi được. Đó, bây giờ có sẵn có Cường lên đây rồi, bây giờ mình cũng để mình thông qua để cho mình xin lỗi chị em bông sắt. Bây giờ mình cũng có 12 chị em bông sắt, nhưng ở xa quá mình không có đến tới được. Thì bây giờ mình cũng có nè để lên đây rồi mình cầm cái thiệp này để lên để cho chị em bông sắt cho thấy cái tên tuổi người ta có mời. Cũng như là chị Sương cũng có mời lý do thì cũng cái điều kiện ở xa quá. Thứ hai với cái công việc mà mình sắp xếp ở nhà nó đúng rồi, tới ngày quá. Thì cũng như là mong chị em thông cấp, chị em bông sắt cũng thông cảm cho tôi. Cũng như là mình không có đến tận nhà mà. Đúng rồi đó. Cũng như là cái sự này là cũng tình thương mến thương. Đúng thì rồi. Cũng mời qua cái thông điệp đó là điện thoại hoặc là Zalo hoặc là báo cái ngày thì bên đây cũng có để thiệp cho chị em bông sắt. Đúng rồi đó. Cái này chị em bông sắt cũng thông cảm ha. Đúng rồi đây. Nói chung thì cái chỗ ở đây cũng thương cô Sương thôi, cũng thấy cô rồi cái nhà chị em này kia với khán giả với mạnh quân này ai cũng mừng. Đó thì cô Thảo Sương cũng đã mời rất là coi như là cũng rất là mời nhiều fan hâm mộ, thì trong đó cũng có Cường luôn, một tấm vé luôn nè, một tấm thiệp đã thì đó bây giờ Sương cũng có mời đã. Đó thì coi như là cái khâu chuẩn bị mình bây giờ thì cái sân bãi này kia là cát mà đất cô giải dọn hết chứ không? Thì đó đây, rồi xong nè. Đó, rồi bắt đầu cho nó nắng chút, chắc ngày mơi cho suốt cho nó bằng bằng. Đó, như là mình lấy cái len hay là cái cuốc gì mình suốt chỗ cái nào cao cao đó, mình qua chỗ nó nào hơi thấp chút cho nó bằng. Nhớ tạo cái đường nước đó. Đó đường nước bên đó luôn. Đó, bên đó đó. Thì tới thời điểm bây giờ thì coi như rồi cái nhà mình cũng rất là mừng ha. Mình chứ chỉ còn là điện đồng hồ cái với đồng hồ cái nước nữa không? Đúng rồi đó, còn có hai món đó thôi. Đó, coi như vậy là khỏe ha. Rồi cô cho hỏi chút xíu á, thì sau khi mình rồi cái nhà thứ hai nữa tân gia rồi thì mình cũng có cái kế hoạch cái làm cái nghề gì không cô? Thì rồi tân gia rồi một thì Sương cũng hai nữa là Sương muốn đi lấy vé số 150-200 thì Sương bán. Rồi dắt chiều thì Sương có thấy như là gao gác hay này kia nọ, Sương cân của người ta, Sương qua bên chợ khu công nghiệp Sương bán. Bán dắt chiều để cho mấy người mà công nhân người ta ga đó. Mình thấy mình bán gì cũng như là nghề cũ của mình mà. Đó mình từng có cái đó mình từng trường mình trải rồi trường lớp đó rồi. Đó thì mình từng làm từng buôn bán này vậy khi cô làm mấy ngày khác nó không quen á. Thì coi như là mình buôn bán cái đó vốn có nhiều không? Thì cái đó thì vốn gia số này cái nọ cũng mình nói là cũng 2 triệu ngoài 3 triệu là mình đủ dưới sức rồi. Chứ lúc trước thì cô mua buôn bán cái phần như lúc trước á, cái đó mình có vốn không hay là mình cũng thì hồi trước á, hồi trước á thì mình mua mình cũng có vốn một mớ mà vốn một mớ để dành mình cân như là anh em người ta ở trong đồng người ta lên thì mình không có quen cân người ta đó, như là mình cân như 1 kg, 2 kg, 3 kg gì đó. Như là ba cái đồ đồng thì phải mình thủ tiền mình cân mình trả cho người ta. Còn mối mình cân một lần á, thì mười mấy 20 kg cái đó mình thiếu bán được hết. Thì giác 1-2 giờ người ta chờ, người ta quay lại người ta điện cho mình đem tiền mình giao cho người ta. Lời thì mình ăn. Đó. Cũng nói chung thì cái ngày này cũng mình cũng bán lâu hả cơ? Lâu rồi. Ngày xưa thì cô đi là ngày lô tô rồi sau đó là mình nghỉ đi rồi mới về bán cái ngày đó. Bán ngày đó rồi mới đi như là đám cưới. Như là đám cưới dân tộc rồi đó đó. Chứ còn đám cưới người Việt thì Sương ít đi. Tại Sương ít biết ca tiếng Việt. Đó. Tiếng Khmer là nhiều. Tiếng Khmer nhiều. Chỉ là mình biết ví dụ thôi. Đi qua đám cưới tiếng Việt thì đi chung với mấy người em út con cháu thì nó hát mình lên ví dụ. Vậy ha. Thì mình cũng thường cũng đi show vậy ha. Đó. Chứ còn mình đi lô tô thì như là nửa bài mình cũng vô được, mình kêu cờ. Đó. Mà thường cái nhạc lô tô nó kêu dễ không? Kêu cũng dễ mà cái nằm cầm chỗ thì nó cũng khó. Thì tới nhầm khi con cờ mình muốn vô câu lý câu hò thì nó cũng hơi khó. Thì cái đó mình cũng tập.
mà cái đó thường cô mình quen rồi, mà tới mình quen rồi khó thì khó kẻ mình không biết, tới mình biết thì cũng vậy kìa. Nó vậy thôi. À. Mà bình thường cái đó giống như những cái bài hát thì người ta biết chữ thì người ta đánh đắt nó dễ ha. Tới mình móc được cờ là mình có cái bài hát liền. Quen rồi, quen là vậy đó, quen là vậy đó. Tại vì khi mà nó tới 100 con số ra phải không? Hồi trước là có 90 con. 90 con. Thời trước thì 90 con. Đó, thì thời bây giờ thì có 60 con thôi. Đó. Hồi trước là kêu cờ lô tô này đó hàng ngang 5 con mới kinh. Thì bây giờ chỉ được có 4 con thôi. Đó. Vậy cũng được ha. Coi như là vậy. Mà nếu mình khi nữa có ta đi mời đi hát lô tô có đi không, hay là chỉ mình bán thôi? Không, thì mình ít, mình già rồi mình làm biết đi, rồi một lớp mình đi á thì nhà cửa rồi một lớp biết sao không? Rồi giờ mình đi á, rồi bỏ nhà bỏ cửa rồi hát, mình già rồi, rồi mình không có xe cậu mình chạy đi á, nó khó lắm. Nói vậy đó. Giờ khi mình cũng lớn tuổi. Mình cũng lớn tuổi, đúng rồi. Chứ mình hát này kia thấy cũng mệt lắm. Cái ổ cô cái ngày cái cậu đi sinh chưa có vợ hả? Chắc mơ hôm mốt vậy đó. Có nói rồi. Vợ trước ngày rồi, tân gia phải không? Thì vợ trước ngày, chắc bữa thứ tư thứ năm đó. Vợ, người ta vợ mới thấy là vợ. Mấy anh em làm chung thì chắc cũng thằng Tám nó kêu Phương Phục Bình Lợi rồi nó dở dùng. Cái này dở chút xíu à. Tháo 2-3 cái. Tháo 2-3 cái là rồi rồi. Cũng như bây giờ thì tới thời điểm bây giờ thì cái nhà mình nó hoàn thiện 100% thì coi như là chỉ còn thiếu hai cái hạng mục thôi. Thiếu gì là điện với nước thôi. Đó thì đây là cũng được sự tấm lòng của tất cả quý mạnh Mánh Tùng Quân đó. Dạ. Rất là nhiều. Cô cũng như cuối video đó, cô có lời nào đó nói với tất cả quý mạnh Tùng Quân đó không? Thì có chứ, chừng nào mình làm đám là mình phải nói rồi đó. Dạ. Rồi túc mình lên đó thì đủ mặt ba quan với bà con ở xa gần, như là anh em chị em cha mẹ là bất cứ bà con cô bác đến thì mình cũng phải công bố. Chứ nhầm cái số nào mình không nhớ thì mình cũng công bố. Ít nhiều thì Sương không có nhớ được cái số cái đồng số tiền đó, đồng tiền đó đó bao nhiêu. Thì bây giờ như là cái đồng tiền của bà con cô bác có giúp cho Thảo Sương cũng không có nhớ hết. Thì Thảo Sương cảm ơn, Thảo Sương vui mừng hết. Thì bây giờ Thảo Sương cũng không nhớ được hết thì xin bà con cô bác cũng bỏ qua, tha thứ dùng Thảo Sương. Thảo Sương có chỉ là cái cứ bây giờ Thảo Sương chỉ là cú đầu xin cảm ơn bà con cô bác để giúp cho Thảo Sương được một cái căn nhà che nắng che mưa. Đó, Thảo Sương cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Cái cô Sương thì tính công bố gì? Công bố như là bà con cô bác như ở xa gần thì chị em hay là trong cảnh mà đi với mình rồi đó, với thứ ba có giúp đỡ là này kia nọ cho Thảo Sương này kia nọ đó. Thì mình cũng phải mình nói hết. Như là trong cái mà cái cắt cái nhà này đó, chứ không phải là cái đồng tiền mồ hôi xúc mắt của Sương để từ Sương tạo đâu. Thì ở đây cũng để cái đồng tiền bà con cô bác xa gần để giúp đó, để nâng đỡ để Thảo Sương được cái ngôi nhà để Sương sống với con mà đứa cháu Sương đó. Sương cảm ơn nhiều lắm. Nói thật sự ra thì con cũng nói chung thì cũng thay mặt bà con ở Việt Nam cũng cảm ơn chỗ tất cả quý mạnh thằng Quân. Thì đối với thời điểm bây giờ thì cái nhà con Sương có thì theo so sánh thì ở nguyên xóm này thì hình như là nhà con Sương cũng rất là đẹp, nói chung là đầy đủ cái tiện nghi luôn. Nói chung thì tới thời điểm bây giờ nhà cửa thì màn mộng rồi tủ lạnh này kia tivi thì cũng được quý mạnh thằng Quân nói chung thì cũng giúp đỡ. Nói chung là tới bây giờ thì bây giờ thì cô cũng chỉ chủ yếu thì cũng xong thì cái tân gia này thì bắt đầu để tiến hành vào cái công việc ha. Thì cũng như là bây giờ thì cũng Cường cũng cái do cái video quá dài đó thì cũng cả nhà cũng như là cũng thứ nhất thì cũng cảm ơn cả nhà của Mạnh Quân cũng đã theo dõi kênh Cường trong thời gian qua. Thì tuy rằng thì Cường cũng không có giúp cô Sương cái gì, chủ yếu là giúp lời ăn tiếng nói và giúp chia sẻ cái video đó lên. Cũng quá trình mà cô Sương xây dựng cái ngôi nhà đó thì bên cạnh đó thì cũng như Mạnh Quân cũng thấy cái sự việc rồi cái quá trình làm như vậy đó. Thì cho nên tới thời điểm bây giờ thì cô Sương cũng đã trợ duyên hoàn thiện cái ngôi nhà. Thì đây là cái một sự vui mừng, thì thậm chí luôn Cường cũng rất là vui mừng. Thì cũng như hồi nãy thì Cường cũng cái nội dung video này cũng như cập nhật cái ngày tân gia. Ngày tân gia cũng như là lúc 17 giờ ngày Chủ nhật là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023 ngày cũng như là ngày 15 âm lịch. Thì cũng như mời quý khán giả tiếp tục để theo dõi cái sự kiện bữa hôm đó ha. Thì bây giờ cuối video thì Cường cũng xin chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc. Giờ Cường xin chào.